Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Máy em cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều. Bác anh chị em thời gian qua đã theo dõi kênh tin máy của em ha, cũng như là mua máy em hộ bên em thời gian qua. Nay em quay cho cô bác anh chị em tham khảo cái động cơ em mới về. Em về hai con quá chị em. Em về hai con mà em vệ sinh trước một con rồi, rửa ráy sạch sẽ, kiểm tra chạy test, kiểm tra nước nôi hơi hám ok. Thì em mới quay cho quán chị em tham khảo ha, để đến khi mà mình bán cho quán chị em rồi khi đem về sử dụng á, gặp trục trặc vấn đề này kia nọ nó khó khăn lắm, cho nên là mình phải kiểm tra trước khi mình bán cho quán chị em. Và cái thứ hai nữa là cái chất lượng máy thì có đôi khi nha, mình nói là có đôi khi con máy mà nó khủng khiếp, mà đôi khi nó chạy cũng không ổn, có đôi khi chứ em không nói là con nào cũng vậy nha. Vì thế cho nên em nhập những con máy này về thì sàng lọc rất là kỹ lưỡng nha các bác chưa. Rồi cái tiếp theo nữa thì cái dòng máy mà máy 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 cắt V2403 này các bác chưa, thì nó dường như là cái nào nó cũng nước sơn nước bọng gì nó cũng bị một vài chỗ nghe quán chị em, chứ nó không hề mà nó mới tinh tinh như là máy thùng được nha quán chị em. Nó trừ khi là quán chị em mua máy thùng thôi ha. Đây. Như đây nè, nó thường chốc nước sơn chỗ này. Đây. Đây. Con này thì tình trạng đẹp lắm nha cô bác chị em. Rất là đẹp nè. Đấy. Nó mới khủng khiếp lắm. Cục sạc của nó zin nha cô bác chị em. Cục sạc của Nhật nha, zin nha. Đề cũng vậy nha. Có chị em lưu ý vấn đề đó. Cái máy mới của chị em thì nó những cái đồng bộ mới nó sẽ khác, còn những cái máy mà nghĩa địa thì nó sẽ khác ha, cho nên em chia sẻ lên cho quán chị em thì quán chị em có thể là cảm nhận được ở đâu như thế nào là nó chính xác, đâu như thế nào là không. Đấy, em quay rất là cận kẽ những cái chỗ mà nó chạy và xuống cấp màu sơn theo năm tháng, chứ nó không có mới tinh tinh nha các bác chị em. Đấy. Chuyện gì đó nó cũng có thể xảy ra nếu như mà mình tìm hiểu chưa rõ các bác chị em ha. Con này thì nó tắc cơ mấy em, nó tắc cơ chứ nó không có tắc điện nha. Tắc cơ. Động cơ này thì về thị trường hiện tại thì rất là nhiều anh em bán, anh em bạn bè của mình ở cùng địa phương hoặc là các tỉnh thành lân cận cũng nhiều có anh chị em bán nhiều. Thì có anh chị em nào mà thấy anh em nào bán hợp lý, với lại đặt cái tình cảm và cái sự sự mà tin tưởng ở nơi nào thì mua nơi đó. Quá cho em mua của em cũng rất là mang ơn. Thì em test máy cho quá cho em tiếng máy nha. Đâu ơi, đề máy đâu ơi. Đề máy cho quá cho em nghe xong và thấy cảm nhận, nếu như mà thấy nó hài lòng thì mua ủng hộ giùm em ha. Đấy. Cái này thì đề một bình thôi nha, đề 12.
Nhớ là em của bán cho em lắm. Hơi hám thì nó không có bị thổi hơi nha. Hơi thì nó có hơi hít vô hít vào và một hơi thở nhẹ. Cứ cái động cơ nào cũng vậy của anh chị em ha. Động cơ nào cũng có một cái dòng hơi thở nhẹ hết. Đối với cái mà nó đổ hơi là cái vấn đề khác. Đấy. Thì của anh chị em có thể nghe tiếng máy chạy, heo nó còn góc máy như thế nào. Những cái chi tiết nào đó nó không nguyên bản và nó hao mòn và nó phai mờ theo như thế nào. Thì có cho em cảm nhận được thôi quá nhiều ha. Đấy. Rồi một lần nữa em xin cảm ơn quá cho em rất là nhiều nha. Cảm ơn nhiều lắm đã xem video này cũng như là các video vừa qua. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trên video tiếp theo nha.